Đồn TV có một cặp bò mà đến 3 lần bán đó các bạn. Vâng, xin mến chào các bạn. Chào mừng quý vị anh chị và các bạn đến với kênh Đồn TV. Lời đầu tiên thì mình xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị anh chị và các bạn đã dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo kênh mình hôm nay. Đó thì chia sẻ với các bạn hôm nay là thứ 6 ngày 28 tháng 8 năm 2020. Đó thì cái cặp đợt sale này nếu mà các bạn theo dõi Đồn TV thì cũng biết rồi. Mua một chuồng, mua cho anh khách trên công tâm. Đó, rồi anh không chốt. Mới bạn té trên chưa xe chốt. Đó, thì ngày hôm qua tới nay bạn té xây tiền không ra. Sáng nay điện lại nói anh ơi, em bây giờ bí quá, xây tiền không ra. Thôi có gì anh thông cảm. Khi nào em có tiền rồi em gọi, em thấy cái bò đẹp quá em muốn mua nhưng mà ba mẹ ở nhà chạy tiền không ra. Đó rồi, ok. Nếu mà chạy tiền không ra thì mình tiếp tục làm video bán. Đó thì chia sẻ với các bạn cái cặp bò này rất là nhiều người hỏi chứ không phải riêng gì mà bạn té này. Đó có hai ông anh ở trên Gia Lai, có nghĩa là một người ở Đắk Đo, một người ở Đắk Đo Đồng Xanh đó, một người ở trên ngay chỗ xã Cà Giang, cũng ở Đắk Đo luôn, trên Bàn Giang xíu đó, thì chia sẻ với các bạn là chốt kẹp này. Nhưng mà mình lại không bán về Mang Giang, không bán về Gia Lai mình, mà mình bán thẳng lên công tâm luôn cho anh Năng ở ngay chỗ nhà máy đường đó. Thì anh Năng nói chung là mình được biết là anh Năng này với cái anh mà chốt cái kẹp bò này đó, đầu tiên mà hỏi ý kiến vợ đó mà vợ không cho mua đó, thì ở gần nhau và mình quyết định bán thẳng về trên công tâm luôn, mặc dù đường xa hơn, chi phí vận chuyển cao hơn, mình vẫn lấy giá tiền y như là hai anh ở Đắk Đo chốt đó, nhưng mà mình muốn bán trực tiếp về công tâm cho anh Năng anh nuôi dưỡng, để cho cái anh mà đầu tiên chốt cái kẹp bò của mình được đi qua đi lại xem. Và mình lên trên đó mình chia sẻ với các bạn, mình quay trực tiếp thực tế tại nhà của anh Năng đó, để cho anh nuôi dưỡng cái cặp bê siêu đẹp này đó, thử nó có trong nước hay không và thử cái tốc độ phát triển cũng như cái độ lời của nó như thế nào, để cho cái anh mà đầu tiên chốt cái cặp bò của mình đây mà anh không mua đó được biết và được theo dõi những con bò của mình đó. Nên là đó là cái lý do vì sao mình làm cái video này. Đó thì chia sẻ với các bạn, chiều hôm nay mình sẽ vận chuyển về trên đó và làm một cái video riêng về hoàn cảnh của anh Năng. Nói chung là anh thì cũng khó khăn, một người nông dân thôi các bạn. Theo dõi kênh của mình rất là lâu rồi, rất là nhiệt tình. Đặt cặp bò bên mình khá lâu nhưng mà mình tìm không ra. Ngày xưa anh đặt vẫn là hai con, tầm năm mấy triệu. Đó, đi vay ngân hàng các bạn mua, chứ không phải tiền nhà tự có đâu. Nhưng mà vẫn muốn chốt bò bên mình. Mình tìm bò không ra, anh mua một con vật cái rồi. Đó thì đến nay anh thấy cặp này đó, thì anh vẫn không có đủ tiền, anh nói anh mua cặp một con một cái mất 20 mấy triệu rồi á, thì bữa nay anh còn chỉ có được 20 triệu thôi, 20 đến 23 triệu em kiếm cho anh một con bê đó, nhưng mà thì con bê thì không có rồi. Cái hoàn cảnh anh theo dõi kênh mà anh biết hoàn cảnh của cái cặp đực này đó, nên là bữa nay quyết định vay mượn thêm tiền để chốt cái cặp đực này. Và mình quyết định bán nhanh, thứ nhất là anh khá là nhiệt tình các bạn, nhiệt tình hết cỡ luôn, nói chuyện với mình rất là tình cảm. Thứ hai nữa mình muốn bán trực tiếp về rừng công tâm, để cho cái anh mà đầu tiên chốt cái cặp bò của mình này mà gian dở mấy lần bây giờ nó vẫn còn đứng ở nhà này, được theo dõi tham khảo. Bò thì hiền dạng vô cùng luôn đó. Thì con này chia sẻ các bạn, hầu vừa không có vào voi đó, hai con luôn. Thì có vào voi nhưng mà khi mà lớn lên nó chật á, ông chú ông cách nói chung là lâu rồi đó. Thì bữa nay mình vào voi tướng bộ nó khó khăn lắm, nhưng mà nó không khó các bạn, rất là dễ dàng. Bò lại xinh đó đẹp một mèo, con móc kia to hơn nữa kìa. Từ từ anh quay video cái coi đó. Thì mình quay cho các bạn rồi, chia sẻ với các bạn một việc nữa là cái con bê đực ngày hôm qua mình chơi chung với con ba bê siêu ốm khô đó, giá mà 22 triệu đó. Thì chia sẻ với các bạn, sáng hôm nay anh gọi lại, anh nói là cái con bê đực đó sao nó hăng quá, nó bắt cái con ba bê trong chuồng nó cứ nó cảm miết nó, anh muốn đổi tìm một con ba bê khác
đồng lứa với con 3B vừa rồi mình chớ lên nó cho anh. Đối với con đực 22 triệu mình mua và mình chớ lên cho anh là giá 22 triệu 500 đó. Về. Đó, để mình bán ra. Đó thì ok luôn. Đó, nếu mà ai quan tâm đến cái con bê đực sát giá 22 triệu mình bán cho anh 22 triệu 500 đó thì liên hệ với mình ở khu vực mà Gia Lai, Đồng Xanh, Đắk Đo, nói chung là mình bán về ngay chợ Chi Lăng. Về một xíu quên ngã tư lâm nghiệp trên thành phố Pleiku một xíu ngay chỗ chợ Chi Lăng. Đó, thì ở khu vực từ thành phố Pleiku đổ về tới Mang Giang đó. Ai mà muốn mua cái con bê đực giá 22 triệu đó thì liên hệ với mình. Đó, trong ngày nay nếu mà mình chớ bò đi công tâm kịp thì mình xuống mình nhận lại cái con bê đực giá 22 triệu 500 đó, mình chớ tới nhà cho các bạn luôn. Đó, thì để nuôi dưỡng con bò đực anh Quốc nháy đó thì cái xác nó rất là to rồi các bạn. Nó rất là to nhưng mà nó đứng trong chuồng với con 3B là bách cảm, nó rất là hen. Và mình mua bán công khai, nồi coi ngay thì không sợ chết đứng. Nên là cái con bò đẹp như thế này hoặc là những cái con bò mình bán ra giá nó rất hợp lý với thị trường. Nên là bán cho các bạn không phù hợp với cái nhu cầu nuôi hoặc là có một cái đó không thích thì đưa lại, mình vẫn nhận lại bình thường, không có sao hết các bạn. Vô tư. Đó. Thì con đực racing này các bạn nhìn thấy dàn chân nó đẹp không? Đó mắt một mèo luôn. Còn con móc kia nữa, ăn uống thì thôi khối nói. Bèm có sáng giờ bèm một máng có, ăn no rồi giờ đứng giỡn này. Đó. Mình quay chi tiết hai con này và chia sẻ với các bạn một việc nữa là con đực 22 triệu đó ai quan tâm muốn chốt thì mình sẽ xuống nhận lại và chới cho đến nhà các bạn luôn, tiền trên cái đường xi từ khu vực Gia Lai, Đắk Đo, nói chung là ở khu vực đó. Đó, nếu mà quan tâm đến con đực đó thì mình sẽ chới xuống cho các bạn. Và trong video này thì mình quay và mình chia sẻ hoàn cảnh một xíu thôi chứ còn cũng chẳng có gì để nói nhiều đến cái kẹp bò này nữa. Đó, và chiều hôm nay mình sẽ làm video thực tế mình giao cái kẹp đực này cho anh Năng ở trên nhà máy đường công tâm để cho các bạn theo dõi cũng như là biết cuộc sống của mình hơn. Coi nghe thì chẳng sợ chết đứng mà bò đẹp thì chẳng thiếu gì khách để mua các bạn. Đó, giá hợp lý với giá thị trường chứ không phải bò đẹp mà nói giá nó không hợp lý với thị trường thì chẳng ai mua các bạn. Đó, mình thì mua bán như vậy. Con này thì đó, các bạn nhìn cái sống lưng nó thì biết lại xinh đẹp một mèo đó. Và con đực như sale đây đó, quay cho các bạn ăn thì suốt ngày thôi các bạn, ăn cực kỳ ăn luôn đó. Còn một bạn tí nữa ở trên nhà thờ Tiên Sơn mình chia sẻ với các bạn, một hai là bạn chốt cái con đực móc này giá 29 triệu về tới nhà cho bạn đó, bạn phụ thêm tiền xe nữa. Nhưng mà chia sẻ với bạn mình muốn bán một cặp như thế này vì bò nó đứng một chuồng, mình muốn bán một cặp về cho một chú đó. Thứ nhất là nó tiện cái đường xe của mình, thứ hai nữa là mình muốn cái người chú mà nuôi cặp bò này nuôi phát lên thì nó như thế nào đó. Hai con thì chia sẻ với các bạn chưa con nào bực răng và giái thì còn chút xíu ấy bạn thấy đó. Con này thì cao dài, cao 1m45, đứng ngang kèm của mình, nói chung là đứng ngay kèm của mình đó. Mình tá muốn chiều cao cho các bạn biết. Và con này chia sẻ với các bạn nằm tầm 20-21 tháng, nói chung là chưa bứt răng nhưng mà được lỗ rồi đó. Và bạn tía đó, nhà thờ Tiên Sơn rất thích con này, muốn chốt con này với giá là 29 triệu phụ tiền xe nữa luôn đó. Hoặc là muốn chốt cái con đó kia cũng được, nhưng mà bạn chỉ có đủ tiền để mua một con thôi nên là bó tay, mình không vận chuyển được đó. Thì trong video này mình lưu ý một việc nữa là các bạn muốn mua cái con đực mà giá 22 triệu 500 mình bán ngày hôm qua chung với con 3B làm video rồi đó, ở khu vực Gia Lai thì nó tiện đường xe, mình chớ giúp cho các bạn đó. Chớ bây giờ ở trên đó mình nhận 22 triệu 500 mình nhận lại, mình vẫn nhận bình thường, mà chớ về nhà đây nữa thì nó khó khăn cho mình vì là mình mua bán nó rất là sát giá. Mà tiền vận chuyển thì các bạn biết rồi, cái con bê đực kia á là nó cao rơi vào tầm 1m35 đó, gần 1m4, nhưng mà khi nó đứng trên thùng xe đó các bạn là nó cao hơn cái thùng xe, ý là nó ngép cái đầu lên với lại cái mông nó cao hơn cái thùng xe. Nên là chia sẻ với các bạn chạy qua mới xếp là chung chi đời đủ không có ní chạy được đó, nên là nó khó cho mình khi mà vận chuyển thì nó căng lên đó. Thì mình nói như vậy các bạn hiểu cái cuộc sống của mình hơn vậy thôi đó. Ai quan tâm đến con bê đực đó thì liên hệ với mình trong ngày hôm nay, mình chở luôn, giao luôn.
đó, để giải quyết cái công việc cho nó được suôn sẻ đó, phù hợp với nhu cầu nuôi bò. Chia sẻ với các bạn là mình bán cho các bạn là đảm bảo về việc ăn uống đeo bệnh mọi thứ. Giờ mình sẽ quay lại một cái khúc video đó, thực tế cái con bê đực để các bạn xem lại kỹ. Cái con bê đực mà mình chuẩn bị nhận lại đó, giá 22 triệu mình mua tại chuồng và bán cho anh là 22 triệu 500 đó, thì mình sẽ nhận lại và quay chi tiết cho các bạn xem. Rồi ai quan tâm muốn mua con đó thì liên hệ với mình chở ở khu vực Mang Giang, Đắk Đo, thành phố Pleiku. Đoạn đó thì tiện cái đường xe, mình rất là mong muốn là ai có nhu cầu thì mình bán cái khu vực đó để nó tiện cái đường xe cho mình. Và thôi, còn chở về nhà rồi mình bán ra vẫn được, nhưng mà chi phí xuống mấy đường xa xuống nữa là nó đứng cao hơn thùng đó các bạn, nên là không có chạy được các bạn. Đó. Rồi, con bê đực đây các bạn. Đó, hình ảnh thực tế nó như thế này khi ở nhà chủ thôi. Đó thì chia sẻ với các bạn, con này mình sẽ nhận lại, mình mua 22 triệu bán cho anh 22 anh em. Mình chở kẹp với cái con ba bơ thì không có tính tiền xe luôn, lên anh 22 triệu 500. Đó, xác rất là to. Con này thì chia sẻ với các bạn là con cha nó là anh Wood, nháy với con bò mẹ nên là xinh, nên ra như thế này. Đó, chân trụ rất to, mông tạ thắng. Đó, điều cái là nó hơi ốm. Giá 22 triệu mình mua thì hợp lý luôn. Và mình bán 22 năm bây giờ mình nhận lại là vô tư, nên là ai ở khu vực Gia Lai thì gọi cho mình chốt con này về nuôi vỗ béo hiệu quả. Ăn và ăn đó, suốt ngày ăn thôi. Bò đứng nhà mình thì đây có xây rồi là cứ công việc ăn thôi đó. Thì chia sẻ với các bạn video ngắn gọn lẹ đó, như trong nội dung video này là mình chia sẻ về hoàn cảnh của con bê đực này. Cuối cùng là chốt cho anh ăn trên nhà thờ ấy, nhầm, trên nhà mỹ đường An Khê đó. Thì chiều hôm nay sẽ có video chi tiết thực tế. Còn nội dung thứ hai là con bê đực 22 triệu 500 mình bán về chợ Chi Lan ngày hôm qua, thì ngày hôm nay mình sẽ nhận lại. Và ai quan tâm đến con bê đực đó để vỗ béo thì liên hệ trực tiếp với mình. Đó là nội dung của video này, và nội dung video này đến đây cũng là hết. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi hết nội dung video của mình đó. Nếu ai quan tâm đến cuộc sống của mình, muốn biết giá cả bò bê, muốn chọn chốt những con bò hợp lý với giá thị trường để nuôi nó được hiệu quả, thì đăng ký kênh hoàn toàn miễn phí, ủng hộ tinh thần mình làm những video mới cũng như là cập nhật giá cả hàng ngày mình mua bán và theo dõi cuộc sống của Tùng TV cũng như Bảo Tùng Vlog. Và nhớ các bạn, bye. Kính chúc cho tất cả quý vị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui, nhiều năng lượng, chăn nuôi thuận lợi và vui khỏe, an toàn trong cái mùa Covid này. Và thôi, bye ạ.